đã trở lại với kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Hôm nay mời mọi người cùng vào bếp làm món mắm chân với Mộng nè mọi người. Mộng gồm có thịt xay 4 lạng, nửa lạng hành tím, 2, 4, 6 cái trứng vịt mọi người, một ít xả với ớt nè mọi người. Rồi ở này nè, 2 lạng mắm, 3 lạng mắm, 2 lạng rưỡi mắm. Rồi gia vị Mộng gồm có khờ no, bột ngọt, đường, tiêu nha mọi người. Cái chai tiêu đó. Tiêu xay nha, ớt, xả nha mọi người. Rồi mọi người cùng vào bếp làm món mắm chưng với Mộng nha. Cả nhà, mà bây giờ Mộng mời mọi người cùng làm mắm với Mộng nha. Hôm nay Mộng sẽ làm món mắm chưng. Bây giờ Mộng có 4 lạng thịt nha mọi người. Mộng sẽ trộn mắm. Pha mắm nha mọi người. Này Mộng cho hành tím thôi nha mọi người. Đó là mắm xay sẵn nha mọi người. Này hả? Chắc 3 lạng mắm nha mọi người. Để bà chị mua giùm. Rồi Mộng cho một ít xả vô nha mọi người. Ớt luôn. Xíu cho nó thơm thôi. Mộng cho một muỗng bột ngọt. Cho một muỗng cà no nha mọi người. Một muỗng đường, 2 muỗng đường, 3 muỗng đường, 4 muỗng đường, 5 muỗng đường. Một ít tiêu rồi mọi người. Muỗng tiêu quá mọi người. Cho Mộng trộn cái này lên mọi người cho nó thấm. Mộng trộn gia vị này lên. Cho một trứng vịt, 2 trứng. Mộng chiều 2 trứng ra. Trứng còn đổ trên mặt nha mọi người. Chiều trùng đỏ lại. Thấy trùng trắng. Cái trùng đỏ này lát nó đổ lên trên mặt nó nha mọi người. Mộng bắt xả một nồi nước sôi nha mọi người. Rồi cái mắm Mộng đã làm nó đều lên hết rồi, tan ra gia vị rồi, đầy đủ hết rồi. Rồi Mộng cho mắm chưng vô hết nha mọi người. Đường hấp đợi nó chín rồi Mộng sẽ đổ cái chồng đỏ lên nha mọi người. Bây giờ Mộng hấp nha mọi người. Hấp đợi cho nó chín nha mọi người. Nó chín rồi là Mộng mới. Ý Mộng bỏ nước nhiều quá nó chàng. Hấp á, khi nào nó chín á Mộng cho cái chồng đỏ vô nha mọi người. Rồi nữa là xong nha mọi người. Cái thằng Mộng lấy cái thau dày quá. Bây giờ mắm mà nó chín nha mọi người, sau 1 tiếng đã chín. Mộng sọt nè. Không có dính đũa là mắm mình đã chín nha mọi người. Bây giờ mời mọi người cùng ăn cơm với Mộng nha. Đó, cái mắm mình á, Mộng chưng cái thau dày vậy mọi người. Nó lâu chín. Mỗi mọi người rút kinh nghiệm á, chưng cái thau mỏng mỏng hơn cái tô thôi. Không lấy cái thau dày quá hay nóc á mọi người. Đó cho nên cả tiếng nó mới chín. Cái thường thường chắc cỡ chừng cỡ 40 phút rồi chín nè mọi người. Và bây giờ cái món mắm chưng của Mộng đã hoàn thành nha mọi người. Bây giờ Mộng mời mọi người cùng ăn cơm với Mộng nha. Ồ nó thơm ngon lắm mọi người.
giờ món chân đã chín mọi người, ngon lắm mọi người. Ngon nó sẽ không rồi mấy.